chào tất cả các bạn học sinh lớp 7. Hôm nay cô sẽ giúp chúng ta ra cái đề cương ôn tập học kỳ 1 của môn sinh học 7. Bây giờ chúng ta sẽ ôn theo từng chương, và trong mỗi chương cô sẽ ôn theo dạng câu hỏi, một số câu hỏi mang tính chất trọng tâm, nội dung trọng tâm của từng chương nhé. Chúng ta sang chương đầu tiên, chương 1, đó là ngành động vật nguyên sinh. Như vậy ngành động vật nguyên sinh thì chúng ta sẽ gặp một số câu hỏi sau. Câu 1, em hãy nêu đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh, thì chúng ta nêu các cái đặc điểm nó ra, được chưa nào? Như vậy đặc điểm chung của ngành động vật nguyên sinh, thứ nhất là cơ thể có kích thước hiển vi, tức là phải quan sát dưới kính hiển vi thì chúng ta mới thấy được chúng. Cơ thể chỉ là một tế bào nhưng đảm nhiệm mọi chức năng sống, phần lớn dinh dưỡng theo hình thức là dị dưỡng và sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi, và đặc biệt là nó có cơ quan gì di chuyển, chỉ trừ trùng sốt, sốt rét và trùng kiết lỵ thôi, đúng chưa nào? Là nó không trùng kiết lỵ nó cũng có cơ quan di chuyển là chân giả, chỉ trừ trùng sốt rét là nó chưa có cơ quan gì di chuyển. Câu 2, em hãy nêu vai trò của ngành động vật nguyên sinh. Thứ nhất đó là làm chắc chỉ thị về độ sạch của môi trường nước, ví dụ như trùng biến hình, trùng dày, nơi nào có chúng thì nước nó càng sạch, đúng không? Làm thức ăn cho động vật nhỏ, đặc biệt là giáp xác nhỏ, ví dụ trùng biến hình, trùng roi, là nguyên liệu để chế dây giáp, ví dụ như trùng phóng, phóng xạ, giúp xác định tuổi địa tầng, tìm dầu mỏ, trùng ví dụ như là trùng lỗ. Ngoài ra nó cũng gây bệnh cho người và động vật, ví dụ như trùng kiết lỵ, trùng sốt, sốt rét. Tiếp theo đó là nêu đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng, sinh sản của trùng roi xanh, một trong những đại diện rất là tiêu biểu của ngành động vật nguyên sinh. Thứ nhất là về cấu tạo thì nó có kích thước hiển vi là 0,05mm, cơ thể hình thoi, đầu tù, đuôi nhọn, có roi dài ở đầu, cơ thể có hạt diệp lục, có điểm mắt nằm dưới góc roi, và điểm mắt này không có, dưới điểm mắt thì có không bào có bớt. Về di chuyển thì nó di chuyển là nhờ roi. Về đặc điểm dinh dưỡng của trùng roi là thứ nhất là có khả năng tự dưỡng khi mà có ánh sáng mặt trời, hoặc là dị dưỡng khi không có ánh sáng mặt trời, vì nó có các hạt diệp lục giống như ở thực vật đó các em. Về hô hấp thì nó trao đổi khí qua màng tế bào. Về bài tiết thì nó thải các cái chất thải ra ngoài cơ thể qua không gào có bớp. Về sinh sản thì trùng roi sinh sản vô tính bằng cách là phân đôi cơ thể theo chiều dọc. Trùng roi giống và khác thực vật ở điểm nào? Thứ nhất là giống là cơ thể trùng roi nó có chất diệp lục, cho nên trùng roi nó cũng có hình thức dinh dưỡng tự dưỡng giống như ở thực vật. Và tế bào trùng roi và tế bào thực vật thì nó đều có màng cellulose. Khác ở chỗ là trùng roi thì nó có khả năng di chuyển này, rồi nó có hình thức dinh dưỡng bằng cách dị dưỡng, còn thực vật thì không có hai cái đặc điểm này. Chúng ta tìm hiểu sang cái nội dung tiếp theo. Câu 5, trùng dày di chuyển lấy thức ăn, tiêu hóa và thải bã như thế nào? Nêu đặc điểm cấu tạo và sinh sản của trùng dày. Thứ nhất là về cấu tạo thì cơ thể trùng dày gồm một tế bào có cấu tạo gồm hai nhân, nó là nhân lớn và nhân bé, hai không bào có bớp, chất nguyên sinh và không bào tiêu hóa. Nó có miệng, hầu và đặc biệt là có lông bơi ở xung quanh cơ thể, cho nên di chuyển đó là trùng dày di chuyển đó là nó bơi nhờ lông bơi. Tiếp theo là quá trình lấy thức ăn, tiêu hóa và thải bã. Thì thức ăn được lông bơi dồn về lỗ miệng. Về tiêu hóa thì thức ăn sẽ vào đến miệng, đến hầu, sau đó nó sẽ vào không bào tiêu hóa và nó sẽ được biến đổi nhờ enzyme. Cái chất dinh dưỡng nó sẽ ngấm vào chất nguyên sinh. Còn về bài tiết thì cái chất thải nó sẽ được đưa đến không bào có bớp, sau đó qua cái lỗ thoát và ra bên ngoài cơ thể. Như vậy ở đây chúng ta thấy là trùng dày đã có sự phân hóa chức năng ở từng bộ phận. Về sinh sản thì trùng dày nó có hai hình thức sinh sản. Một là sinh sản vô tính bằng cách là phân đôi cơ thể theo chiều ngang. Còn hai là sinh sản hữu tính, hay còn gọi là sinh sản tiếp hợp. Tiếp theo là trùng biến hình sống ở đâu? Nêu đặc điểm cấu tạo, di chuyển, bắt mồi, tiêu hóa mồi, quá trình thải bã và hô hấp của trùng dày. Nêu đặc điểm sinh sản của trùng dày. Thì đây chúng ta thấy là trùng biến hình thì nó sống ở mặt bùn trong các ao tù hay hồ nước lặng này. Về cấu tạo thì trùng biến hình là một cơ thể đơn bào có cấu tạo gồm nhân, chất nguyên sinh, chân giả, không bào tiêu hóa và không bào co bớp. Về di chuyển thì đương nhiên là nó di chuyển bằng cách là nhờ vào chân giả do được hình thành do chất nguyên sinh dồn về một phía. Về cách bắt mồi và tiêu hóa mồi thì trùng biến hình là bắt mồi nhờ chân giả và tiêu hóa nội bào.
Tiêu hóa nội bào có nghĩa là quá trình tiêu hóa diễn ra bên trong của tế bào. Về hô hấp thì nó trùng biến hình, nó hô hấp qua toàn bộ bề mặt của cơ thể. Về quá trình thải bã thì chất thừa sẽ được dùng đến không bào co bóp thải ra ngoài ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Về sinh sản thì trùng biến hình nó sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể. À, cô nhầm chỗ này một xíu nha. Chỗ này các em sửa lại là trùng biến hình chứ không phải trùng dày đâu. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ so sánh giữa trùng kiết lỵ và trùng sốt rét. Cái câu này là câu rất là dễ ra thi này đúng không? Mang tính chất vận dụng cho các em đó. Về giống nhau thì thứ nhất nó là cơ thể đơn bào gồm cả nhân và chất nguyên sinh. Thứ hai là dinh dưỡng và màng cơ thể và ăn hồng cầu. Thứ ba là gây bệnh cho người và động vật. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái đặc điểm khác nhau. Về trùng kiết lỵ thì nó sống ở niêm mạc ở ruột người. Còn trùng sốt rét thì nó sống trong máu người, trong thành ruột và trong tuyến nước bọt của con mũi Anopheles. Thứ hai là trùng kiết lỵ nó di chuyển bằng chân giã ngắn, có không bào co bóp và không bào tiêu hóa. Còn trùng sốt rét thì nó không có cơ quan di chuyển và các không bào. Trùng kiết lỵ thì nó có kích thước lớn hơn hồng cầu cho nên là ăn hồng cầu trực tiếp. Còn trùng sốt rét thì kích thước của nó nhỏ hơn hồng cầu cho nên chui vào bên trong hồng cầu hút cái chất nguyên sinh ở bên trong đó, làm cho hồng cầu bị xẹp lại và biến mất. Được chưa nào? Rồi câu tiếp theo. Nêu vòng đời của trùng sốt rét. Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi? Nêu biện pháp phòng tránh bệnh sốt rét ở nước ta. Phòng tránh chứ không phải phòng tránh nha các em. Câu này cũng rất là dễ gặp vì nó mang tính chất vận dụng đây. Thứ nhất là vòng đời của trùng sốt rét thì trùng sốt rét nó qua con mũi Anopheles để vào trong cơ thể người, sau đó nó sẽ chui vào hồng cầu lấy chất dinh dưỡng từ hồng cầu và sinh sản rất là nhanh để phá hủy hồng cầu và chui vào cái hồng cầu khác. Cho nên là cái người mà bị bệnh sốt rét thì chúng ta thấy hay sốt và rất là tím tái đó. Bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi vì thứ nhất là khí hậu ở đây ẩm thấp, cho nên ở đây có rất là nhiều mũi Anopheles và điều kiện vệ sinh ở đây không đảm bảo. Tiếp theo, đó là biện pháp phòng tránh bệnh sốt rét, đó là gì? Chúng ta cần phải vệ sinh sạch sẽ nơi ở này, đi ngủ thì phải mắc màng, diệt bọ gậy, mũi, và quan trọng nhất là hai cái anh này đây, chưa? Không còn mũi nữa, không còn bọ gậy nữa, chúng ta không để nước động nữa thì đương nhiên là sẽ không có mũi Anopheles và mang cái trùng sốt rét này đến để gây bệnh sốt rét, đúng chưa nào? Rồi, câu 9. Em hãy nêu sự phát triển của trùng kiết lỵ. Trùng kiết lỵ có hại như thế nào đối với sức khỏe con người và nêu biện pháp để phòng tránh? Thì đây chúng ta thấy sự phát triển của trùng kiết lỵ nó rất là khó để chúng ta tiêu diệt. Vì sao? Vì khi nó ra môi trường bên ngoài thì nó kết lại ở dạng bào sát, rất là khó tiêu diệt. Theo cái đường ăn uống thì nó sẽ vào ruột người. Ở đây trùng kiết lỵ nó sẽ chui ra khỏi bào sát, bám vào thành ruột và sinh sản rất là nhanh. Trùng kiết lỵ nó gây ra cái bệnh kiết lỵ và triệu chứng đó là gì? Bệnh nhân sẽ đau bụng, đi ngoài, phân thì có lẫn máu và chất nhầy. Như vậy biện pháp để giúp chúng ta phòng tránh đó là gì? Thứ nhất là chúng ta cần vệ sinh ăn uống sạch sẽ như ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh này. Không ăn thức ăn ôi thiêu, móc hỏng và thức ăn sống. Môi trường thì phải được vệ sinh sạch sẽ và kể cả thân thể của mình cũng vậy. Rồi bây giờ chúng ta ôn tập sang cái nội dung chương thứ 2, đó là ngành ruột khoang. Câu 10. Em hãy kể tên các đại diện của ngành ruột khoang, nêu đặc điểm chung của ngành ruột khoang. Thì các đại diện của ngành ruột khoang đó là thủy tức này, sứa, hải quỳ, san hô vân vân. Về đặc điểm chung của ngành ruột khoang đó là cơ thể đối xứng tỏa tròn, dạng ruột túi, cấu tạo thành cơ thể gồm hai lớp tế bào và nó sử dụng tế bào gai để tự vệ và tấn công. Câu hỏi tiếp theo. Đó là em hãy nêu vai trò của ngành ruột khoang. Như vậy thì khi nêu vai trò chúng ta sẽ nêu về mặt lợi ích và mặt tác hại. Lợi ích đó là tạo nên vẻ đẹp của thiên nhiên, ví dụ san hô, hải quỳ, sứa, có ý nghĩa sinh thái đối với biển, dùng để làm đồ trang sức, trang trí, làm thực phẩm có giá trị, cung cấp nguyên liệu cho xây dựng. Hóa thạch san hô giúp góp phần nghiên cứu địa chất. Nhưng nó cũng có tác hại, đó là nó gây ngứa và độc cho con người, ví dụ như sứa này, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, ví dụ như những cái dải đá ngầm san hô này v.v. Câu tiếp theo ở trong cái chương 2 này, đó là em hãy trình bày đặc điểm cấu tạo dinh dưỡng của thủy tức. Như vậy thì về cấu tạo thì ở đây chúng ta thấy là thủy tức có cơ thể hình trụ dài, phần trên là lỗ miệng, xung quanh có các tua miệng, phần dưới là đế bám, cơ thể có đối xứng tỏa tròn.
Thành cơ thể có hai lớp tế bào, đó là lớp trong và lớp ngoài, giữa hai lớp là tầng keo mỏng. Lớp ngoài gồm các tế bào, đó là tế bào gai, tế bào mô bì cơ. Còn lớp trong thì gồm các tế bào, đó là tế bào thần kinh, tế bào mô cơ tiêu hóa, tế bào sinh sản. Các tế bào có cấu tạo thì đã được phân hóa, lỗ miệng thông với khoang tiêu hóa gọi là ruột, ruột túi. Về di chuyển là kiểu sâu đo và kiểu lộn đầu. Còn về dinh dưỡng thì nó tiêu hóa là bắt mồi và đưa mồi vào miệng bằng tua miệng này. Quá trình tiêu hóa được thực hiện ở khoang tiêu hóa. Về bài tiết thì các cái chất cặn bã thải ra ngoài cũng qua lỗ miệng. Và hô hấp thì có sự trao đổi khí qua thành cơ thể, cho nên mình gọi nó ruột túi đó. Phần ruột nó giống như một cái túi và đưa thức ăn vào một vị trí, đó là lỗ miệng, và chất thải cũng được thải ra ở lỗ miệng. Một câu hỏi nữa chúng ta cũng gặp ở trong cái chương thủy tức này, đó là em hãy nêu cái cách dinh dưỡng của thủy tức, so sánh sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chòi và các hình thức sinh sản của thủy tức. Ở đây chúng ta thấy là bây giờ chúng ta sẽ nêu cái cách sinh sản của thủy tức. Thì thủy tức nó có ba cái hình thức sinh sản, đó là mọc chòi, tái sinh và sinh sản hữu tính. Sự khác nhau trong hình thức sinh sản ở mọc chòi, ở san hô và thủy tức là ở thủy tức á, thì sau khi mà hình thành cái chòi, phát triển thành chòi, thành một cái cơ thể mới á, thì nó sẽ tách khỏi cơ thể mẹ để mà sống độc lập. Còn ở san hô thì cơ thể con nó không tách rời mà nó dính với cơ thể mẹ, tạo nên một cái tập đoàn san hô có cái con ruột là thông với nhau. Chúng ta chuyển sang cái nội dung ôn tập tiếp theo, đó là chương 3, các ngành giun. Câu 14, nêu đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng của sán lá gan. Thì đây chúng ta thấy là sán lá gan nó ký sinh ở gan, mật của trâu bò. Về hình dạng thì nó hình lá, dẹp từ 2 đến 5 cm, màu đỏ máu. Về cấu tạo thì mắt và lông bơi thì tiêu giảm, giác bám thì phát triển, cơ dọc, cơ vòng, cơ lưng bụng phát triển, nên cơ thể nó có khả năng chung giãn phòng dẹp rất là tốt. Về di chuyển thì nó luồn lách trong cái môi trường là ký sinh. Về dinh dưỡng thì cái giác bám thì bám vào nội tạng của vật chủ, hầu có cơ rất là khỏe, giúp miệng nó hút được chất dinh dưỡng từ vật chủ. Ruột thì phân nhiều nhánh, vừa có chức năng là tiêu hóa thức ăn, vừa đưa cái chất dinh dưỡng đi để nuôi cơ thể. Tiếp theo câu 15, em hãy nêu vòng đời của sán lá gan. Vì sao trâu bò nước ta hay mắc bệnh sán lá gan? Đó, nếu mà cô ra thì cô sẽ ra cái câu này, nó mang tính chất vận dụng để chúng ta tìm hiểu thêm đó. Thì vòng đời của sán lá gan, vì sán lá gan nó sống ở gan mật của trâu bò, sau đó nó đẻ trứng. Trứng gặp nước thì sẽ phát triển thành ấu trùng có lông. Ấu trùng này sẽ ký sinh trong ốc và chuyển thành ấu trùng có đuôi. Sau đó nó sẽ kết kén ở cây thủy sinh. Và trâu bò ăn phải kiến sán thì kiến sán nó sẽ phát triển thành cơ thể sán lá gan ở trong cơ thể của trâu bò. Trâu bò nước ta hay mắc bệnh sán lá gan nhiều vì thức ăn của trâu bò nước ta chủ yếu là cây cỏ thủy sinh có chứa rất là nhiều kiến sán, cho nên trâu bò dễ mắc bệnh sán lá gan. Tiếp theo đó là nêu đặc điểm cấu tạo, di chuyển và dinh dưỡng của dung đũa. Thì về cấu tạo thì chúng ta thấy là nó ký sinh trong ruột non của người. Hình ống dài bằng chiếc đũa, có một lớp vỏ cuticle bao bọc bên ngoài cơ thể giúp cho dung đũa không bị dịch tiêu hóa của cơ thể người tiêu hóa. Thành cơ thể thì có lớp biểu bì và cơ dọc rất là phát triển, khoang cơ thể thì chưa chính thức. Ống tiêu hóa thì thẳng, bắt đầu bằng lỗ miệng và kết thúc ở hậu môn, và đặc biệt là tiến sinh dục của nó cũng rất là phát triển. Về di chuyển thì dung đũa di chuyển bằng cách cong cơ thể lại, sau đó duỗi ra. Nó thích nghi với cái động tác chui rút trong môi trường ký sinh. Về dinh dưỡng thì dung đũa hút chất dinh dưỡng ở con người rất là nhanh và nhiều. Tiếp theo câu 17, đặc điểm cấu tạo nào của dung đũa khác với sán lá gan? Thì cái đặc điểm của dung đũa khác với sán lá gan ở chỗ đó là cơ thể dung đũa nó có tiết diện ngang tròn. Thứ hai là nó có khoang cơ thể chưa chính thức. Thứ ba là có ống tiêu hóa, phân hóa. Thứ tư là cơ thể bao bọc bởi lớp vỏ cuticle và cơ thể dung đũa nó chỉ có lớp cơ dọc là phát triển, thì đó là đặc điểm khác biệt về cấu tạo. Tiếp theo câu 18, nêu tác hại của dung đũa đối với sức khỏe con người, nêu các biện pháp phòng chống dung đũa ký sinh ở người. Như vậy đây, thứ nhất là chúng ta nêu cái tác hại của dung đũa trước, đó là nó lấy thức ăn, nó tranh cái thức ăn cái chất dinh dưỡng của cơ thể chúng ta này.
Thứ hai là nó có thể gây tắc ruột, tắc ống mật. Khi nó chui vào cái ống mật hoặc chui vào ruột mà nó sinh sản nhiều, tạo thành một cái búi, nó sẽ gây tắc ruột, tắc ống mật, làm cho chúng ta đau bụng dữ dội này. Nó tiết cái chất độc, nó tiết cái độc tố gây hại cho cơ thể con người, đặc biệt là người mà mắc cái bệnh dung đũa, chính là một cái ổ phát tán bệnh cho cộng đồng. Biện pháp để chúng ta phòng tránh cái bệnh dung đũa ký sinh ở người đó là thứ nhất đó là chúng ta giữ vệ sinh ăn uống, như ăn chín uống sôi, không ăn rau sống, gỏi cá, tiết canh, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, chia đậy thức ăn bằng lòng bàn, tủ kính này. Vệ sinh môi trường sạch sẽ bằng cách là diệt trừ ruồi nhặng, vệ sinh nơi công cộng, sử dụng nhà tiêu hố xí một cách hợp vệ sinh và đặc biệt là tẩy dung định kỳ 1 đến 2 lần trên một năm. Bây giờ người ta bán cái viên tẩy dung đầy rồi đấy, đúng chưa? Chúng ta chuyển sang cái chương tiếp theo, chương 4, đó là ngành thân mềm. Câu 19 nhé. Trai tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo nào của trai xong đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu quả? Nêu cách dinh dưỡng của trai xong, cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào đối với môi trường nước? Thì đây chúng ta thấy là thứ nhất là trai tự vệ bằng cách là nó co chân khép vỏ. Và do cái đặc điểm mà giúp nó thực hiện được cái động tác này đó là do vỏ trai rất là cứng và trai có hai cái cơ khép vỏ rất là vững, vững chắc. Cái cách dinh dưỡng của trai xong đó là thức ăn của trai xong là động vật nguyên sinh và bụng hữu cơ theo cái ống hút vào miệng trai. Sau đó nước theo ống thoát sẽ đi ra môi trường bên ngoài. Và cái cách dinh dưỡng đó thì có ý nghĩa là nó cho trai có làm sạch cái môi trường trường nước và trai nó hô hấp là hô hấp qua mang. Câu 20. Để mở vỏ trai quan sát bên trong cơ thể thì ta phải làm gì? Trai chết thì mở vỏ tại sao? Hãy giải thích tại sao là mài mặt ngoài của vỏ trai thì có mùi khét. Ý nghĩa của giai đoạn trứng phát triển thành ấu trùng trong mang của trai mẹ. Ý nghĩa của giai đoạn trứng phát triển thành ấu trùng trong mang và da cá. Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có. Thứ nhất đó là bây giờ chúng ta trả lời lần lượt nha. Để mở vỏ trai quan sát bên trong thì ta phải cắt cái cơ khép vỏ bằng cách là chúng ta luồn cái dao và cái mép vỏ đó, chúng ta cắt hai cái cơ khép vỏ đó. Trai chết thì vỏ nó mở ra bởi vì lúc này cái cơ khép vỏ nó không còn hoạt động nữa thì đương nhiên là nó mở ra thôi. Khi mài mặt ngoài của vỏ trai có mùi khét là do trong thành phần của vỏ trai nó có chứa chất sừng mà khi ma sát thì nó sẽ sinh ra nhiệt. Còn protein trong vỏ trai nó bị phân hủy thì nó tạo ra mùi khét. Ý nghĩa của giai đoạn mà trứng nó phát triển á, trong ấu trùng của mang trai mẹ thì nó sẽ được bảo vệ tốt hơn nè. Và cái môi trường này nó rất là giàu oxy và chất dinh dưỡng để cung cấp cho ấu trùng. Còn trong cái mang và da cá thì đương nhiên là nó cũng sẽ được bảo vệ tốt hơn và nó sẽ được mang đi xa, góp phần vào việc là phát tán nội giống. Vì trong sự phát triển của trai nó có giai đoạn ấu trùng bám vào da và mang cá, vì vậy cho nên là cơ thể cá có mang theo ấu trùng vào trong ao. Cho nên là nếu lúc mà chúng ta đào ao thả cá, mặc dù chúng ta không thả trai vào, nhưng mà khi chúng ta mang cá thì có cái cá nó mang theo cái ấu trùng của trai á, cho nên là trong cái ao vẫn có, chúng ta vẫn phát hiện ra con trai, đúng không? Câu tiếp theo, kể tên một số thân mềm khác, nêu đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của ngành thân mềm. Một số thân mềm khác ví dụ như là ốc sên, mực, bạch tuộc, sò. Đặc điểm chung của ngành thân mềm đó là gì? Thân mềm không phân đốt, có vỏ đá vôi, một số loài thì vỏ nó tiêu giảm, có khoang áo phát triển, hệ tiêu hóa phân hóa, cơ quan di chuyển thường là nó đơn giản trừ mực, bạch tuộc. Vai trò của ngành thân mềm đó là gì? Thì chúng ta phải phân tích được cái mặt lợi ích và mặt tác hại. Lợi ích là làm thực phẩm cho người nè, làm nguyên liệu để xuất khẩu nè, làm thức ăn cho động vật, làm sạch môi trường nước, làm đồ trang trí, trang sức. Nhưng mà nó cũng tác hại, ví dụ nó ăn hại cây trồng, là động vật trung gian truyền bệnh. Tiếp theo, nêu một số tập tính ở mực, tại sao xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp? Thì một số tập tính ở mực như là săn mồi, rình bắt mồi nè, phun hỏa mù, chi mắt kẻ thù nè, rồi là chăm sóc trứng như mực đẻ trứng thành từng chùm, đẻ xong mực lại đó đứng nó canh, thỉnh thoảng là phun nước để làm giàu oxy cho trứng phát triển. Xếp mực bơi nhanh vào cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp vì chúng đều có những cái đặc điểm chung của ngành thân mềm như là thân mềm không phân đốt, có vỏ đá vôi, có khoang áo phát triển và hệ tiêu hóa của nó phân hóa. Rồi chúng ta sang chương 5 ôn tập về ngành chân khớp nha. Câu 23, em hãy kể tên các đại diện của lớp giáp xác, nêu vai trò của lớp giáp xác.
Thì một số đại diện của lớp giáp xác như mọt ẩm, con sun, rọng nước, chân kiếm, cua đồng, cua nhện, tôm ở nhờ. Vai trò của lớp giáp xác đó là nguồn thức ăn cho cá, là nguồn cung cấp thực phẩm, là nguồn lợi xuất khẩu, có hại cho giao thông đường thủy, có hại cho nghề cá và truyền bệnh dung sáng. Tiếp theo, cơ thể hình nhện có mấy phần? So sánh các phần cơ thể với giáp xác và vai trò của mỗi phần cơ thể. Câu này rất là có khả năng này đúng không? Cơ thể hình nhện thì có hai phần, đó là phần đầu, ngực và bụng. Cơ thể lớp hình nhện và lớp giáp xác thì đều có hai phần và vai trò của mỗi phần như sau. Phần đầu ngực thì có một đôi kìm có tuyến độc dùng để bắt mồi và tự vệ, một đôi chân xúc giác phủ đầy lông để cảnh giác về khứu giác và xúc giác, bốn đôi chân bò để di chuyển và chăn lưới. Về phần bụng thì có đôi khe thở để hô hấp này, một lỗ sinh dục để sinh sản và các núm tuyến tơ để sinh ra tơ nhện. Tiếp theo, nêu tập tính thích nghi với lối sống của nhện, kể tên một số đại diện của lớp hình nhện và nêu vai trò của lớp hình nhện. Thì một số tập tính thích nghi với lối sống của nhện như chăn lưới để bắt mồi này, rồi bắt mồi này. Một số đại diện của lớp hình nhện như nhện, bọ cạp, cá gỉ, ve bò. Vai trò của lớp hình nhện là làm thực phẩm, làm đồ trang trí, làm dược phẩm, bắt sâu bọ có hại và gây bệnh cho động vật và người. Tiếp theo đó là nêu 3 đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung. Thì cơ thể nó có 3 phần, đầu, ngực và bụng này. Phần đầu có một đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh, hô hấp là bằng hệ thống ống khí. Đó là 3 cái đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung. Câu 27. Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài, cấu tạo trong và di chuyển của châu chấu. Về cấu tạo ngoài thì cơ thể châu chấu có 3 phần, phần đầu có mắt kép, râu, cơ van miệng, phần ngực có 3 đôi chân thứ 3 biến đổi thành càng, phần bụng gồm nhiều đốt, mỗi đốt mang một đôi lỗ thở. Về cấu tạo trong thì hệ tiêu hóa là có thêm ruột tiệt để tiết dịch vị vào dạ dày, hệ bài tiết thì có nhiều ống bài tiết lọc chất thải đổ vào ruột sau, hệ hô hấp thì hô hấp bằng hệ thống ống khí, hệ tuần hoàn thì tim hình ống, hệ mạch hở. Hệ thần kinh thì dạng chuỗi hạch, hạch não phát triển. Về di chuyển thì nó bò bằng 3 đôi chân, bay bằng 2 đôi cánh và có thể nhảy là bằng càng. Tiếp theo là hệ tiêu hóa và hệ bài tiết của châu chấu thì có quan hệ với nhau như thế nào? Vì sao hệ tuần hoàn của sâu bò lại đơn giản đi trong khi hệ thống ống khí của nó phát triển? Vì sao sâu chấu non phải lột xác nhiều lần mới phát triển thành con trưởng thành được? Câu này rất là hay đúng không? Hệ tiêu hóa và hệ bài tiết nó có mối quan hệ với nhau. Hệ bài tiết thì có nhiều ống bài tiết lọc chất thải đổ vào ruột sau, mà ruột sau là một thành phần của hệ tiêu hóa để nó theo phân đổ ra môi trường bên ngoài. Hệ tuần hoàn của châu chấu đơn giản đi trong khi hệ thống ống khí của nó phát triển, vì hệ tuần hoàn nó chỉ có vai trò hệ tuần hoàn nha. Nó chỉ có vai trò là vận chuyển các chất dinh dưỡng thôi, còn cái việc mà vận chuyển oxy thì bây giờ nó lại giao cho hệ thống ống khí đảm nhiệm. Châu chấu non phải lột xác nhiều lần mới lớn lên thành con trưởng thành, vì vỏ của châu chấu non bằng chitin rất là cứng, cho nên nó phải lột xác lập lớp vỏ cũ để tranh thủ trong thời gian đó nó lớn lên, sau đó nó hình thành lớp vỏ mới. Thì muốn lớn lên tiếp thì nó phải lột cái lớp vỏ mới này đi để hình thành cái lớp vỏ mới nữa. Tiếp theo đó là kể tên các đại diện của lớp sâu bọ, nêu đặc điểm chung và vai trò của lớp sâu bọ. Thì một số đại diện của lớp sâu bọ như chuồn chuồn, bọ ngựa, ve sầu, ong, bướm ruồi, đặc điểm chung của lớp sâu bọ là cơ thể có 3 phần, đầu, ngực, bụng, phần đầu có một đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh, hô hấp bằng hệ thống ống khí. Sâu bọ có rất nhiều hình thức phát triển biến thái khác nhau. Sâu bọ có hệ tuần hoàn hở, tim hình ống và nhiều ngăn ở mặt lưng. Vai trò của lớp sâu bọ thì chúng ta liệt kê ra rất là nhiều đúng không? Làm thuốc chữa bệnh, làm thực phẩm, thụ phấn cho cây trồng, làm thức ăn cho động vật khác, làm sạch môi trường nước, là động vật trung gian truyền bệnh, gây hại cho cây trồng, hại đồ gỗ, hại cho sản xuất nông nghiệp vân vân. Vừa là có lợi nhưng mà cũng có hại rất là nhiều. Chúng ta nêu cái đặc điểm chung của ngành chân khớp nhé. Đó là phần phụ thì phân đốt và các đốt nó khớp động với nhau. Vỏ cơ thể bằng chitin vừa che chở vừa làm chỗ bám cho các cơ, và sự phát triển và sinh tăng trưởng nó gắn liền với quá trình lột xác. Chúng ta tìm hiểu sang cái câu hỏi cuối cùng trong cái ngành chân khớp này, cái chương chân khớp này. Đặc điểm nào của chân khớp ảnh hưởng lớn đến sự phân bố rộng rãi của chúng? Đặc điểm cấu tạo nào khiến chân khớp đa dạng về tập tính và môi trường sống? Thì đặc điểm của chân khớp ảnh hưởng đến cái sự phân bố rộng rãi của chúng đó là gì? Đó là nó có cái lớp vỏ chitin, vừa là bộ xương ngoài, vừa chống bay hơi nước này. Chân thì phân đốt khớp động, làm cái khả năng di chuyển linh hoạt và tăng cường này.
Về đặc điểm cấu tạo thì khiến chân khớp đa dạng về tập tính và môi trường sống. Các cái phần phụ thì có cấu tạo thích nghi với từng môi trường sống, như là ở nước như chân bơi, ở cạn là chân bò, ở trong đất là chân đào bới này. Phần phụ ở miệng cũng thích nghi với thức ăn lỏng rắn khác nhau này. Não thì phát triển giúp, và các cái giác quan cũng rất là phát triển, là cơ sở để hoàn thiện các tập tính phong phú ở sâu bọ. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái ngành động vật có xương sống, đó là các lớp cá. Thì một trong những câu quan trọng nhất ở phần này mà người ta hay ra đó là gì? Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống ở nước. Thì chúng ta trình bày các đặc điểm, 5 đặc điểm ra thôi. Thân cá chép thon dài, đầu thu nhọn gắn chặt với thân làm giảm sức cản của nước này. Mắt cá không có mí, màng mắt tiếp xúc với môi trường nước giúp mắt không bị khô này. Vảy cá có da bao bọc, trong da có nhiều tuyến tiếp nhầy để làm giảm ma sát giữa da cá với môi trường nước này. Sự sắp xếp vảy cá trên thân khớp với nhau như ngói lợp giúp cho thân cá cử động dễ dàng theo chiều ngang. Và đặc biệt là vây cá có các tia vây được căng bởi da mỏng khớp động với thân theo mái, có dạng như là vai trò như là bơi chèo. Một cái câu hỏi trong phần này người ta cũng có thể hỏi các em, đó là vì sao cái số lượng trứng cá đĩa trong mỗi lứa đĩa thì rất là lớn. Thì chúng ta có thể giải thích, thứ nhất là nó thụ tinh ngoài cho nên tỷ lệ thụ tinh không cao. Thứ hai là nó không có sự chăm sóc trứng cho nên sau khi đĩa ra kẻ thù rất là nhiều, cho nên số lượng trứng nó đẻ phải nhiều. Rồi cô chỉ ôn tập cho các bạn tới đây thôi. Chúng ta nhớ chú ý bám sát vào cái chương trình ôn tập của giáo viên ở trên lớp để chúng ta học cho tốt nhé. Chúc các em thi tốt. Hãy báo cho cô cái tin vui là điểm thật cao nhé. Hẹn gặp lại các em ở trong chương trình học kỳ 2.